Hello, hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ của vỏ trái đất. Hôm nay mình sẽ làm một cái video nhanh và giới thiệu về cái móng mà mình vừa mới đào hôm trước. Và mình sẽ chuyển con máy xúc 50-2E của mình kia lên con xe ô tô kia và chuyển đến công trình mới nha các bác nhá. Đây, giới thiệu qua các bác chút này. Thì cái móng này mình đã đào xong trong vòng buổi sáng này rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái khi mà nó hoàn thiện. Đấy, cái này thì là người ta sau này người ta sẽ đục cái sắt này đi các bác nhá. Đây có cái vạch đánh dấu mà cái bác thợ xây bác đánh dấu thì người ta sẽ đục hết cái trên này đi và bẻ cái sắt ra để làm cái đài nhá các bác nhá, xong rồi sau đó đổ bê tông. Đó, toàn bộ những cái này là đều ấy như thế hết, đều đục ra. Đây người ta đều bắn cốt đây này các bác này. Đó. Thì là cái này thì mình đã đào xong trong buổi sáng rồi, nó khoảng 3 tiếng rưỡi, bây giờ gần 11, hơn 11 giờ một tí. Đấy, thì là những cái ở phía trong những cái chân cột rồi thì là những cái bên sườn này này người ta chỗ thấp hơn một tí thì sau này người ta đục bê tông người ta sẽ giải cái đất đá này ra đây các bác nhá, hoặc là người ta sẽ vét lên trên này đó. Thôi bây giờ mình sẽ đi lên kia để mình chuyển máy các bác nhá, để cái công trình nó hoàn thiện rồi đó. Hoàn thiện xong rồi thì không phải là cái này thì coi này sau này về sau thôi. Tiến lên đây đây, đây. Thì hôm nay thì xe nó đứng như thế này thì mình sẽ lên cái đít này lên trước các bác nhá. Cái đít xe này sẽ lên trước để cho cái ben nó ở bên phụ. Thì là bởi vì tránh nhau, khi mà mình tránh nhau ấy thì chủ yếu là mình tránh ở cái bên phụ thôi, bên lái thôi. Bên phụ là nhìn gương thì bao giờ cũng nhìn bên lái mà. Đó. Đây là anh Sơn quá nhá. Sao thế rồi ạ? Đứng xa đấy. Đứng vào gần đấy, có cái ben nó lại chạm đất. Bởi vì là cái ben của mình nó rất là thấp. Đúng là gần vào cái mép ấy này. Cái ben của mình khi mà mình lên ở cái chỗ mà nó thấp hơn cái đường ấy là nó sẽ bị quệt cái ben xuống đất, mình sẽ đi lên lại rất là khó. Nên là nếu mà chỗ mà nó rộng rãi thoải mái thì mình có thể là mình đứng xuống cái mình đứng gần vào hơn. Mình đứng cho nó thấp. Nó đây. Ok, bây giờ sẽ lên nhá. Đi để sẽ gạt nó sang. Lát thì mình sẽ quay qua bên này đi. Đây cái ben lên hết cỡ đây anh em nhá. Nói chung là cái kiểu nào thì mình cũng lên được thôi, nó mỗi cái nó đều có một cái ưu nhược điểm của nó. Đó. Lên cái kiểu này thì nó hơi dốc một tí nhưng mà nó mình quay lại xong mình tiến lên sau các bác nhá. Cái cây bên này nó chết rồi đây này. Cái lên này, cái này thì nó gọi là nó hơi dốc một chút. Nói chung là nó không được như kiểu cái đằng bên kia đâu. Mình sẽ cho ra cái này để mình để cái gầu vào cho nó lùi vào thêm tí nữa, bởi vì cái ben nó đang mắc đây các bác này. Đó. Kết hợp với lại cái gầu kia một chút này. Và bây giờ mình sẽ đứng bằng ra. Đó, nhắc lên. Đó, anh em thấy không? Nhắc lên bình thường. Lùi vào nhá. Ở chỗ cái mép của cái ấy kia nó có một cái ống nước các bác ạ. Đó. Nó có một cái ống nước cho nên là mình không thể ấy vào đó được. Lùi lại tí nữa. Ok nhá. Gỡ cái gầu ra gần như hết cỡ nhá. Đấy, xong bắt đầu hơi chống chống luôn để cho nó cứng. Cho nó cứng cái phần cái phần ben này. Đó, cho cái xay nó khỏi bập bênh. Có quên chưa tắt máy hết. Đó. Đó. Chiều sang đào được cái gì? Đào chưa? Rồi đi đi. Sang chỗ nọ đào bờ rào cái thứ khu được mới ở sông đấy. Sông có Đông Tiến này. Đào bờ rào cái móng nào nhỉ? À cái móng hôm làm mặt bằng này á. Ok. Đó, xe nó đi quá nhá. Bây giờ mình sẽ cất đồ này và xin kết thúc cái video này. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau. Đó, đây là cái xe con ngựa chiến của mình. Đã chinh chiến cùng mình khoảng 2 năm rồi. À đâu, 2 đâu, mình mua từ năm 2017 cơ mà. Thế nhưng mà từ lúc làm video là có hết các bác nhá. Con máy này nó đi theo mình nhiều lắm.
Đó. Thế nào, được bao nhiêu phút rồi? Ok, thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người video sau nhé.